Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến ngay với tiết mục đầu tiên. Chào tiếp pháp đó, gọi là Bonjour. Bonjour, bon là tốt, jour là ngày, cũng như tiếng Anh gọi là good morning, thì nó cũng giống good là tốt, morning là buổi sáng. Nói vậy con hiểu rồi ha. Một đoạn clip cực kỳ chi tiết. Tôi thấy có gì chi tiết đâu. Em không có thu thập được bất kỳ một cái dữ liệu nào luôn. Em chỉ biết là nhân vật chính thôi à. Dạ hết rồi. Đơn giản vậy đó hả? Dạ. Dạ. Em nghĩ là đây là chắc chắn là chú này là một thông dịch viên, em nghĩ là như vậy. Tài năng là thông dịch viên. Hoặc là biết... một dịch giả. Không. Dạ, một dịch giả. Theo anh nghĩ đó, dạ, chú này chú cắt tóc rất là gọn ghẽ ha. Có lẽ chú là thợ hớt tóc. Nhưng mà chú lớn tuổi lắm rồi. Ủa lớn người ta vẫn hớt tóc chứ bộ. Nhưng dạ, mà tự hớt cho mình luôn. Không chú. Nha. Bây giờ thì để xem những cái phán đoán của các anh chị có đúng hay không, thì chúng ta xem năm gợi ý của chương trình nhé. Chú Kim Hạnh 75 tuổi, đá cầu kiện, nghiên cứu văn hóa dân gian, làm đồ chơi dân gian, viết truyện tranh ngược, thông dịch viên. Trời ơi, phán đoán trật lất, thông dịch viên là đúng rồi ha. Nhưng mà no, viết truyện tranh ngược là sao ta? Dạ, là truyện tranh kiểu Nhật Bản hay đọc ngược từ trước, từ sau ra trước á hả? Viết truyện tranh ngược ở đây á có nghĩa là mình viết từ trang cuối, thì mình đó, viết từ trang theo cuối kiểu Nhật Bản lên trang đầu. À, hay vậy ta. Cái này lạ nha. Theo anh đoán á, đây là chú Kim Hạnh này là chú viết truyện tranh ngược. Tại sao anh nghĩ vậy? Tại vì á là đây là một trong những cái bộ môn rất là đặc biệt. Và cũng là những con người rất đặc biệt thì mới làm được vậy được. Bây giờ cho em một cái câu chuyện nào đó mà em viết ngược từ ở dưới đất viết lên, khó lắm chứ bộ. Nói nghe nè, anh không có đọc truyện tranh đúng không? Mà anh nói như đúng rồi hết. Anh về anh hỏi lọ lem với hạt dẻ con của anh á, là nếu mà đọc truyện tranh của Nhật Bản, ví dụ như là Doraemon chẳng hạn, thì đó là chuyện của Nhật. Chỉ có là một là chú là thông dịch viên, hai là chú làm gì đó liên quan đến văn hóa thôi, dân gian. Thôi giờ nói một thôi, em chỉ nói một thôi. Là gì? 3, 2, 1. Chốt luôn nè, có dữ liệu rồi. Chốt luôn. Chốt 2 được không? Không, 1 thôi. Không có suy nghĩ, trời ơi. Với cái đôi bàn tay này của chú, một cái đôi bàn tay nhìn nó rất là khác biệt. Nó có vẻ như là phải điều khiển các cơ, các khớp ngón tay quá nhiều trong một thời gian dài, thì cái khả năng cao có thể là chú là một người làm đồ chơi dân gian, và chắc chú cũng rất là am hiểu về văn hóa dân gian. Rồi chốt. Chốt. Làm đồ chơi dân gian. Em. Dạ. Thật ra ngay từ đầu em đã giữ vững cái một cái mục đích chính của mình là về khẩu hình và cái chất giọng chú nói ra. Em xác định chú là một nghệ nhân làm đồ chơi dân gian. Ủa gì kỳ vậy? Vì là hai người này chung chung một quan điểm, về chung một nhà. Nhưng mà hồi nãy anh nói từ đầu là anh nói là thông dịch viên giữ vững kệ quan điểm. Kệ tôi đi. Anh vẫn giữ quan điểm của anh. Chú là người viết truyện tranh ngược. Bây giờ là để xem có những phán đoán của ba bình luận viên có đúng hay không, thì chúng ta cùng xem tiết mục của chú xem Kim đi. Hạnh. Đúng rồi, xem đi. Hôm nay trời đẹp quá, nhiều khán giả tới coi quá. Vui quá. Oh,
hay quá. Những thiên thần nhỏ. À, giờ nói đi, các con thích con nào ông sẽ cho hết. Rồi từ từ đo cho con. Ừ, để lát ông hát cho mấy bài con này cho con nghe nha. Rồi ai nữa? Con nè chú dạ, ơi. Dạ con nữa. Dạ con nè chú ơi. Con. Dạ đây con đây. Lớn rồi. Anh chú vậy? Con xin không có nhiều hết, con xin ba con thôi được không chú? Được, một giỏ luôn. Tặng luôn hết, không có đem dạ. về. Ồ, dễ thương quá. Dạ, chào, chào bác à. Dạ, chào dạ. Linh à. Nói chung là con không có xin đâu bác. Mai bác về nhà con chơi mấy ngày bác làm giùm con nha. Ok, vui thôi. Anh lên anh gom trọn ổ hả anh Linh? Cái trò chơi là trò chơi truyền thống nhân gian. Dạ. Nghĩa là đồ chơi thủ công. Thấy không? Tên của nó là con rối. Dạ. Tiếng Anh là Poppy. Dạ. Thành ra chú dịch dịch cho nè, thấy nè, dở lên con chim nè, cái vụ này nó chạy quý vị thấy. Dạ à? Con mới vừa thử nè chú. Đó, chạy nè vào con rối mà. Một con dạ, chú rồi. Làm bao lâu tỉ chú? Tỉ mỉ lắm á. Ra tới 16 khâu lận. Dạ. Một khâu ngày làm ngày, một lần. Một ngày làm 100 con. 100 con. Rồi, chứ là 16 ngày cũng lâu lắm á. Con đổ xi đây con thấy này, ở dưới đạo đổ xi măng này, đâu phải là thường đâu. Một ngày nó mới cứng lên trên này trang trí rồi đẹp ghê không? Bác ơi. Cái này phải cần sự tỉ mỉ lắm đúng không bác? Đúng. Bác bắt đầu cái công việc này từ năm bao nhiêu tuổi vậy bác? À, để giờ chú phải hồi tưởng lại tuổi xuân. Người ta thường gọi tôi là ông chuột. Bởi vì tôi làm đồ chơi những con vật, con chuột, con chim, cho nên từ danh từ đó mà người ta gọi là ông chuột. Thật ra cái nghề làm đồ chơi này không phải là cái nghề mà tôi mong muốn. Đấy là một sự phương bất đắc dĩ vậy đó. Có bữa nọ vào năm 1990 thì tôi chỉ làm đồ chơi vui thôi, làm vài chục con chuột để chơi, nhưng mà cũng làm rất đơn sơ. Và tôi biểu diễn ở ngoài chợ Tết á, và mấy cô gái có hết hồn, rồi có tưởng chuột thiệt cho nên nhảy la, và tôi thấy cái rất là vui. Và nhiều cô đó có nói đây là chuột giả thôi chứ có cái gì đây. Rồi bắt đầu ta hỏi có mua không, tôi nói tôi bán thì làm được bán thôi để có tiền trải. Từ hồi nhỏ tôi được đi học sớm, từ 6 tuổi rồi, cho đến 1954 nữa là học tiếng hai thứ hai sinh ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp. Và tôi đã đậu được 4 cái bằng, tiểu học, trung học, tôi tài 1 và tôi tài 2. Rồi sau cùng tôi gia đình cũng nghèo, ra tôi phải mưu sinh, là đi làm. Lúc đó cũng còn khỏe mạnh, nhưng đột ngột thì mắc bệnh teo cơ, thành ra được khi vô lệnh nghỉ việc, cho nên tôi rất buồn. Bệnh này cũng khó chữa, cho nên phải thành tật. Nhưng mà tôi cũng phải an vui với cái sự tật bệnh để mà phấn đấu đi cuộc đời. Và tôi cũng cố gắng làm rất nhiều nghề để mưu sinh. Và sau cùng tôi lấy được người vợ và lập gia đình và sanh ra những đứa con. Để mà kéo dài cái tuổi xuân thì đó là cái nụ cười và tình thương được ban rải. Cái nụ cười đó đặt ra như cái hoa vậy. Nếu mình không cười cái mặt mình nó xấu lắm, mau già mà ta thấy ghét, ta cũng tránh xa lánh đi nè. Cho nên khi bạn mỉm cười như ông cười nè, à, thấy à, vui không? Cười thấy cuộc đời nữa là nó có cái màu hồng, còn có mặt mình nhăn nhăn nghĩ ghê quá, cái màu đen thì ra. Tôi khuyên tất cả mọi người hãy cười, hãy ban rải tình thương. Thì đó là cái niềm vui hạnh phúc mà nhỏ mọn mà mình đã ban rải cho mọi người. Dẫu cái cá thù của mình đó, từ trẻ cho đến đó, yêu già thì trẻ, sống đi trọn vẹn cuộc đời của mình trong những tuổi còn lại. Thật ra tuổi già là cái tuổi gì biết không? Phải sức khỏe. Dạ. Phải cái tinh thần sáng suốt, thân thể khỏe mạnh trong tinh thần minh mẫn, đúng không? Dạ. Thấy không? Phải ăn uống cho nó đầy đủ, ngủ cho đều đủ, thấy không? Rồi phải đọc sách, nghiên cứu những tài liệu, được phát triển những tinh thần và đạo đức đó, thấy không? Bây giờ để chú vẫn còn tiếp tục đọc sách không ạ? À? Đọc chứ, chú mê đọc lắm. Dạ. Cho con hỏi chú một cái câu như thế này. Tại nãy con rờ cái bàn tay của chú nè. Sao đâu? Thật ra là con thấy là rất là khó để mình có không thể đó, vận động nhiều á, kéo cái đồ cũng rành rẽ đâu chứ còn lái xe đạp điện chạy chạy hào hào mà cái tay mình có tật mình có cái này
Nhưng mà thực ra con nghĩ rằng á, như tụi con thì sẽ thấy rằng là sẽ có chút khó khăn, nhưng đúng mà rồi. Bởi vì chú là người rất lạc quan, cho nên là chú thấy là cái khó khăn này nó không có nhỏ dạ, gì hết. Rồi, không có gì. Mình còn bộ óc, mình còn đôi chân, mình còn trái tim, cố gắng vượt lên. Hay quá. Và cứ phấn đấu lên. Định mệnh đã cho ta trái chanh, tay phải làm một ly chanh ngon ngọt, phải không? Đúng không con? Dạ. Đừng thua hoàn cảnh, vượt qua khó mới khó khăn, trở thành con người đứng dậy tự lập tự cường. Và chú đã nuôi được 5 đứa con, 2 đôi vợ, 1 bầy con, 10 đứa cháu chắc. Lớn nhất là nhiêu, nhỏ nhất nhiêu? 46 tuổi. Đó. Wow. Hai anh em đó, ba trai hai gái. Mình có một gia đình như vậy, đông thành viên như vậy là mình cũng hạnh phúc lắm chú ha. Thì đúng rồi, trên sinh nhật là tụi nó vô đầy nhà, biết ông nội, ông ngoại hát bài hát coi. Ông nói tao mà hát cái gì, tao già rồi, hơi hán đâu, hát kệ giúp vui cho bà con. À, hôm nay coi như chú giúp cho tụi con có tinh thần thêm thanh xuân ơi. Dạ chú, bài đó, một bài đi chú. Dạ một bài đi chú. Dạ. Con thực sự rất là hâm mộ cái tinh thần mà lạc quan và cái ý chí đúng của rồi. Chú trong cuộc sống. Nhưng mà chú nói trước với khán giả với quý vị đừng cười tôi nha. Dạ. Tôi già rồi, nghe không? Hát không có hay. Không chừng chú hát hay hơn mấy đứa đây đó. Dạ đúng rồi. Tiếng đâu mà đâu có được thanh thoát như ca sĩ đâu. Quan trọng là gừng càng già càng cay. Dạ. Bây giờ chú hát cái mối tình xưa, ai cũng có kỷ niệm. Có nhiều người ta nói vậy nè, già không biết yêu. Trời ơi, già còn yêu dữ nữa chứ. Cái này hay rồi nha. Dạ. Hay không? Chú làm con phải đổi thế ngồi gần chú nè. Tình yêu là tuổi già nó có cái đẹp của tuổi già, nó có cái chữ chính xác của tuổi già, nó có trải nghiệm của chân già. Ồ, hát luôn phải không? Hai, ai biết hát thì hát luôn cho nó vui. Dạ. Rồi. Đêm qua mưa giăng, em đang ôm đàn diêu muôn tiếng tơ, không gian trầm lắng như âu yếm ru ai trong giấc mơ. Mái tóc nhà rụng, răng vàng lằn sóng, yêu ai ánh nắng cung đàn đầy vơi đôi mắt xa vời. Quán thật là tinh thần thôi. Dạ đúng rồi chú. Rất là tuyệt vời chú ạ. Ở trong chú á, cái sự thanh xuân nó dữ dội lắm. Nãy giờ con thấy là những người con của chú nhìn lên sân khấu, nhìn cha mình và rất là tự hào. Con nghĩ là chúng ta rất là may mắn khi mà có một người cha như vậy. Chúc mừng hạnh phúc của gia đình mình ạ. À, chú ơi, trong cuộc sống mà điều gì mà có thể giúp chú làm động lực để vượt qua những cái chặng đường vô cùng khó khăn, và những cái lúc nào đó mà mình buồn đó, thì điều gì làm chú vui nhất? Mình thâu vô rồi phải chia sẻ, mình phải có trái tim rộng rãi, dạ. Phải có tình yêu bao la, thấy không? Mình phải làm người đó là mình là người đó. Hay mình không giàu không có lệnh, mà nghèo cũng không có khinh, có khinh. Dạ. Cố gắng làm sao đây là một cái cây cổ thụ cho lúc con cháu nó noi thấy cái bóng nó mình để mình tiến bộ lên. À, nếu mà xác định như chú thì con người rất thoải mái, đúng rồi. Chúng ta có một trái tim bao la, có một sự chia sẻ thì chắc chắn là chúng ta không có buồn, không có giận ai hết. Hận thù, dạ. Bỏ qua hận thù hết. Cái tinh thần sống của chú rất là lạc quan luôn. Và con hy vọng là không những ở cái lứa tuổi của chú, mà là những cái bạn trẻ bây giờ nữa đúng sẽ noi theo những cái tinh thần đó. Và bây giờ là chương trình tụi con sẽ có một cái món quà rất là đặc biệt dành tặng cho chú. Dạ con tặng chú, dạ trái tim của con. Nãy giờ cắt rồi hả? Dạ. Cắt rồi ạ. Em lén cắt. Giờ là món quà của chương trình dành tặng cho chú. Con hy vọng là chú sẽ vui. Dạ, đây là những vật liệu mới để cho chú tiếp tục làm những cái món đồ chơi. Dạ. Và mong rằng trong cuộc sống thì có nhiều người sẽ học hỏi tinh thần của chú hơn nữa, để có thể vui, để thanh xuân nó mãi mãi tồn tại trong con người của chúng ta. Thay mặt cho tất cả con cháu ở đây, chúc chú thật là khỏe mạnh, chúc chú nụ cười vẫn như thế này, vẫn tươi như thế, hạnh phúc và bình an mãi mãi bên con cháu. Tụi con xin chúc chú mãi mãi thanh xuân.